Là hôm nay là ông cũng đi hỏi thêm thầy à? Vâng. À, thế là mình gọi là mình vẫn chọn ngày đẹp để đào đúng không? Vâng. Thế thì hôm nay là ngày chưa đẹp đâu à? Xin chào quý cô bác anh chị, hôm nay cháu Khương cùng em Lực mang cho ông một ít đồ để ông đào và chuẩn bị khởi công. Hôm nay cháu Khương sẽ cùng em Lực đi thăm dò đường đi lại các thứ để cho các bác xem là đường vận chuyển nó khó như thế nào. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực với anh Khương lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và đồng thời xuống thì cháu Lực có trích cái tiền quý làm nhà để mà mua một số cái dụng cụ mà chuẩn bị là đào cái phần nền của bác ạ. Ở cái video trước thì cháu Lực cũng đã xuống đo cái phần nền nhà của ông rồi. Thì cũng khi mà đào xong các bác thì sẽ rất là rộng và cũng đủ cái kích thước cũng như là về cái chiều dài chiều rộng để mà làm một cái mẫu nhà. Hôm qua thì cháu Lực cũng có chia sẻ rằng là cái mẫu nhà của hai ông cháu thì chiều ngang của nó sẽ là 10 m, còn chiều rộng của nó sẽ là 5 m các bác. Và ở bên trong đó thì cháu Lực vẫn sẽ thiết kế đầy đủ cái tiện nghi. Thì hiện tại là cháu Lực chưa thể mà bật mí là cái bản vẽ ngôi nhà của hai ông cháu, để mà sau khi đào cái nền nhà xong thì cháu Lực sẽ bật mí sau các bác nhé. Hôm nay thì hai anh em xuống cũng khá là muộn rồi các bác ạ. Không biết là hôm nay hai anh em mình xuống thì có gặp ông ở nhà nó không đây anh ạ? Chắc có đó, chắc ông đang đào đất rồi. Ban ngày thì là ông đi sợ rằng là ông đi làm thuê ở đâu đấy các bác. Thì trong cái khoảng thời gian này thì cháu Lực cũng bảo ông rồi, thì đang chuẩn bị làm nhà ấy, thì ông sẽ không có đi làm thuê nữa ở nhà và phụ cháu Lực xem là công việc là nhà nó sẽ như nó ra thế nào. Đấy, còn về một tí nữa thì xem là cháu Lực sẽ ghi hình lại cho các bác xem là cái cũng như là sẽ đi khảo sát xem là cái cung đường để mà lấy được vật liệu vào nhà của hai ông cháu một chút đã. Đây đây thì cháu Lực sẽ khảo sát qua và cái việc còn lại đấy thì khi mà đào cái phần nền đấy thì cháu Lực đã sẽ cùng bên mấy anh em thợ sẽ đi vào và làm một cái hợp đồng để mà làm nhà cho hai ông cháu. Ở đây thì hôm nọ cháu Lực cũng đã hỏi rồi là cái tiền để mà công thợ đấy cô bác cũng như là vận chuyển luôn là 60 triệu, là cả vận chuyển với lại công thợ của bác nhé, là bao gồm cả thứ đấy, bao gồm là gộp cả hai thứ đấy luôn. Đường đi này theo chỗ này đâu nhỉ? Vâng, bên này thì là chỗ này thì cô bác chắc chắn là sẽ phải là dùng đấy, bằng sức người, bằng xe hai cẳng rồi. Đi thúc cầm gì còn khó các bạn. Vừa ra đến đây thôi là thấy là hai chú chó của ông là lên trên này để đón rồi. Dép của anh Khương thì có vẻ như rất là trơn đấy. Có vẻ như là hai ông cháu là vừa đi đâu về các bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là đang ra kia kìa các bác. Đây, một cái bóng dáng mà nhỏ nhỏ hai ông cháu đi. Hai ông cháu thì hầu như là ông đi đâu thì là Mạnh đều theo đấy cả. Cũng không có dám để cho Mạnh ở nhà một mình cả. Ui, người ta trồng cái cây ở dưới này nhiều quá anh ạ. Cây này thấy người ta bảo là độc lắm đấy anh, cây này. Đấy để nhuộm vải đấy. Đúng, nhuộm vải nhưng mà thấy là ăn là cũng chết người đấy. Đường như thế này Mạnh nó đi học được nó tải.
Hiện tại thì là những cái lúc mà buổi sáng đấy các bác là ông còn đưa Mạnh đi học đấy, những đến buổi chiều thì là Mạnh là cùng bạn bè để mà cùng về. Sang năm sau thì Mạnh là đi lớp 1 rồi, còn là trên vai là còn phải điệu thêm là cặp sách vở mọi cái nữa. Vâng, ít nhất phải tầm thế anh ạ. À, thấy cả Mạnh với lại cả Quyết xuống nữa này. À, ông thì có vẻ như là chưa vào đào mấy đâu, chắc là dọn dẹp. Hôm qua thì Tấn Lực cũng đã cái hình lên cho các bác là cũng biết rồi, thì sẽ đào đến tận là cái chỗ mà để cái đôi ụt của các bác này đào đi xuống tận đấy kia. Ai Mạnh khoanh tay gửi một lời chào tới các bà đi, khoanh tay. Chào các ông các bà. Rồi, nào, Quyết nào. Chào các ông các bà. Rồi, còn đây là bạn của Quyết các bác ạ. Đấy, có bim bim đấy, đây này. Chia nhau nhé. Anh phải chia cơ, không là tí đội này là không biết không biết chia đâu. Cho mỗi người hai gói. Này, đây, nhỏ hơn gói to lên này. Xin chưa? À, để xin này. Đâu về ông ơi? Hết gạo rồi không? Đấy, ông thì vừa bảo là hết gạo rồi, là hai ông cháu là đi vay một chút gạo. Có lẽ là ngày mai thì cháu Đức sẽ lại tiếp tục là sẽ mua gạo xuống cho ông thêm một chút nữa. Gạo ông nọ là gửi xuống cho ông là hết rồi à? Hết rồi. À, bim bim có ngon không ạ Quyên? Vâng. Rồi, ngon không ạ Mạnh? Ngon. À, nhưng mà phải ngoan nhá. Ông gửi một lời chào tới các bác nào. Mic cho nhỉ. Chào các chị các bác nha. Đây anh ạ. Mic em đang cầm mic rồi. Hôm nay ông chưa đi vào đào nền nhà không? Có đi chợ hôm nay là ngày đây không. Ngày mai mới làm. À, thế là ngày mai là khởi công xong nhá. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cháu mua cho ông là thêm là hai cuốc là một cái xẻng đấy nhá. Vâng. Còn xà beng thì có phải mua không ông? Vâng, xà beng trên chỉ mua, có thì cũng phải đi vay. À, nhưng mà thế đi mượn được không? Nếu mà mình đi mượn được thì mình đỡ phải là mất cái mình tiết kiệm được một chút. Vâng, đi mượn cũng được đúng không? Vâng. Vâng, thế là để mình đi mượn sau nhá. Vâng. Được. Vâng. Thế thì mình bây giờ ấy ông bảo đấy là nhà ấy không cần chọn ngày đẹp ấy, nhưng mà theo cháu ấy, thì là ông cứ đi hỏi thầy đi. Hỏi thầy xem là ngày nào mà đẹp nên là thích hợp đào nền nhà. Nói thế nhưng mà hôm nay đi hỏi thầy bảo ấy phải chọn ngày đẹp tí nữa. Nhưng vâng. lâu dài chứ không phải là vâng. một tháng hai tháng đâu. Vâng. Cái này là một đời là ở đây là vâng. đây của ông ấy. Vâng. Với các cháu nữa. Đấy, hôm nọ thì là ông có bảo rằng là đào nền không phải chọn ngày đẹp đấy các bác. Đấy, nhưng mà sau khi là cháu Lực cùng với lại thêm là một số các bác nói nữa thì ông cũng đi hỏi thêm là thầy để mà chọn là ngày đẹp. Thế thì đã chọn được ngày nào mà đẹp để mình đào chưa ông? Vâng, mai. Mai là sẽ được là ngày khởi công đúng không? Vâng, ngày khởi công ngày đầu đấy. Vâng, ngày khởi công là ngày đầu mà đào nền nhà của hai ông cháu rồi. Thì không biết là có thể là chắc là hàng xóm xung quanh này cũng ra hộ thôi ông nhỉ? Biết hộ hộ, điện thoại không gọi được, không ấy được rồi. Thoại ông bị làm sao không gọi được ấy? Đi sao không qua sao không lên, đứng lấy sao ạ? À? Ở đây sao đi đâu? Nó có cho cháu mẹ người đi mượn nhạc hết. À, thế là Mạnh là nghịch hết pin à? Hết pin rồi. À, còn sau? Còn sau là Mạnh không được nghịch điện thoại nhiều thế đâu nhá. Mình hết cả pin đi nhá. Vâng. Rồi, nhớ chưa? Ừ. Rồi. Ôi, cắt rồi. Lúc nào nữa, cứ dậy mòn, nhưng mà sáng dậy sớm nó mở nhạc, nghe hết. Ờ. Trẻ con đấy, cô bác ạ, thì không thể tránh khỏi được là nghịch điện thoại đây. Nhưng mà ông thì cũng cho Mạnh là nghịch vừa vừa thôi, cũng đừng để cho Mạnh là nghịch nhiều quá. Thế hai ông cháu thì tối qua là nấu cơm ăn ở đâu? Ừ. Đâu bên kia? À.
Đây như bây giờ chuẩn bị đào cái này thì ông là chắc là phải chuyển cái này đi. Cái này là ông làm cán cuốc em ơi. Ông cứ đi này. Mua thêm là một cái xẻng. Không biết là có mình có phải là mua thêm xe rùa không ông nhỉ? Xe rùa ông có rồi nhỉ? Xem là cái nào mà nên tiết kiệm được cái phần kinh phí thì sẽ tiết kiệm cho các bác, chứ không có thể là thấy là cái gì không có là mình mua. Nếu mà không có thì là sẽ một là cháu được đi mượn, hai là sẽ là ông đi mượn là bà con hàng xóm nữa. Còn là xe rùa thì bây giờ có rồi đúng không? Cái chỗ thế đất của nhà ông thì cũng gọi là chỉ có một cái tả ly một chút thôi, thì cũng không có nhiều máy của bác ạ. Và nếu mà như có nhiều thì là có khi là phải đào độ tầm hàng quân rời thì mới xong được. Còn là như thế này thì thế như búa tạ thì có không? Búa tạ ấy có. Vâng, búa tạ không có. Không có à? Búa tạ không có thì có khi là phải đi mượn cái này, thì phải búa to, tại vì là ở chỗ đây là hai có hai cái tảng đá lớn đấy ông ạ. Vâng. Vâng. Đấy mình cái chỗ này thì mình vừa vừa đập đá ra xong là mình sẽ vừa làm kè dưới kia một chút ông. Là kè. Cái kè lên một tí khoảng 1 mét thì lấy đất nó phủ lên. Vâng. Hôm nay thì hôm nọ rồi trước ông đào cũng dung dung rồi mà hôm nay thì cũng đá nó chưa dung đúng không? Còn này thì có thể là nó to hơn ông ạ. Nhưng mà cháu nhìn thấy là cái đá này nó không phải là thuộc dạng là đá cứng mới quá đâu. Đá này nó thuộc dạng là kiểu đá nó hơi hơi đây. Nó hơi kiểu là bị mòn mòn xốp xốp một chút được các bác ạ. Đập đập cái là ra rồi. Cái chỗ trên này là ông định để cái gì đây ông? Chỗ trên này ông định để cái gì đây? Vâng. À, mình là để rơm này kia đúng không ông? Vâng. Vâng. Cũng gọi là mình để rơm bên kia đúng không? Vâng. Cái tách này thì trong thời gian mà ông sử dụng thì có bị rò gì đâu không ông? Đó. Nó bị rò thì ông phải bảo nhá. Rò thì mình nó không ngắt mạnh, nó không ngắt hết được nhỉ. Thế là tối hôm qua là hai ông cháu là nấu cơm ở đây luôn à? Cái này thì nếu mà mưa mua 2 tấm pro là đủ ở trên trên này nhỉ. Pro này là hôm nọ là mình lập ở kia còn dư đúng không? Dư 2 tấm. Hai tấm là hôm nay ông mua về. Hôm nay ông mua thêm 2 tấm à? Còn 2 tấm nó mới đủ. Đủ. Chị mới làm nấu cơm nấu gì đun nước uống cũng được. Vâng. Vâng. Chứ cái này nó còn thiếu đây. Vâng. Mai lại đi đưa nhà đi học thì ông là chạy đi qua lấy luôn à? Đấy cũng. Vâng. Hai chấm nó mới đủ. Vâng. Thì chắc là lấy cây cây tre để lấy bật nó. Đấy, vừa rồi thì ông cũng đã chia sẻ cho các bác biết rồi đấy. Thì ngày đáng lẽ ra là nếu mà như hôm nọ đấy các bác thì là ông bảo không cần chọn ngày đẹp ấy là đào ấy, thì là đến hôm qua ấy, thì khi mà được sự góp ý của các bác nữa thì ông cũng chọn được là một cái ngày đẹp rồi. Thì ngày mai sẽ là ngày khởi công để mà đào cái phần nền nhà của hai ông cháu. Bây giờ thì sẽ để đào nền nhà trước cho nó xong đã nhá. Đào nền nhà xong thì mới ra là đo cái phần móng, đo móng mọi cái được. Đấy, cũng sẽ rất là mong là sau khi mà cháu được hoàn thiện đào cái phần nền nhà đấy cô bác, thì hiện tại là cái phần kinh phí vẫn còn đang thiếu đấy cô bác, là thiếu độ tầm là 70 triệu nữa. Thì cháu được rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác là trợ duyên giúp đỡ cho hai ông cháu, để cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà che nắng che mưa để mà ở. Đấy. Rất là mong sẽ được sự chung tay của các bác giúp đỡ cho ông với lại cả Mạnh nữa. Cũng có rất là nhiều các bác nói rằng là
nên là tìm đất để mà ở bên ngoài đấy các bác. Thì thật sự ra bây giờ nếu mà tìm được đất ấy, thì cháu Lực cũng khoảng kinh phí của cháu Lực ấy thì chỉ đủ để mua đất thôi, thì là cũng không có đủ để mà làm nhà. Thì lại một cái khoản kinh phí rất là lớn, thì cháu Lực không có biết là liệu cái kênh của cháu Lực thì có kêu gọi được để mà mua đất cũng như làm nhà không. Thì tỷ lệ mà cháu Lực kêu gọi được thì rất là sấp, tại vì là cái kênh của cháu Lực thì còn rất là nhỏ. Đấy, cũng may mắn là trong đó thì được là hai chị Nguyệt Thúy là hỗ trợ là 75 triệu, còn là chị Giáng My là 20 triệu. Thì tổng cháu Lực hiện tại là đang cầm là 120 triệu các bác ạ. Thì vừa rồi cháu Lực nói còn đang thiếu là 70 triệu nữa, thì là sẽ được là 190 triệu, thì là nó sẽ đủ là công thợ này cũng như là tiền vật liệu để mà làm nhà rồi. Đấy, còn trong gọi là cửa mọi cái nữa, gọi là mối nội thất ở bên trong thì sau này nó sẽ còn thiếu. Thế như còn nội thất thì cũng không gọi là cũng không có, mình cũng không có để mà đề cập thêm về cái vấn đề đấy nữa. Mong rằng là làm một cái ngôi nhà là bên trong có một cái giường và cũng đủ đầy đủ bếp là nó là tiện rồi. Mạnh đi lấy quả đâu về đấy? Hả? Ở nhà Kiết à? Ở nhà Kiết là có quả mận này à? Ồ. Thế hôm nay ai mua bim bim cho ấy? Chú nào? Có phải chú quay phim kia không? Hả? Phải à? Chú mua cho à? Cái mặt thì vẫn là hơi bẩn bẩn đấy nhờ. Đặt gà này bé này của nhà ông à? Ui rồi, cũng nhiều gà phết đấy chứ ông. Có vẻ như là đây là hai lứa ông nhỉ, gà này. Ba lứa. Nhưng mà cái gà này tỷ lệ mà nó để mà sống sót đây cũng rất là thấp của bác ạ. Tại vì là ở trên vùng cao thì nó hay có cái con kiến đỏ đỏ ấy, cắn nó chết rất là nhanh. Vâng. Nhà ông thì vừa rồi thì ông có nuôi mấy con gà ấy các bác, thành ra là bây giờ có rất là nhiều đàn gà con rồi. Ra bên này thì phải đào tận chỗ kia ra chứ ông nhỉ? Phải đào đến tận chỗ kia ra chứ nhỉ? Hả? Đến chỗ chân của Mạnh đi trong kia đúng không? Vâng, rồi nếu mà sau này đào được chỗ này hết đấy các bác thì ngôi nhà của hai ông cháu thì có một cái khoảng sân thì cũng rất là rộng. Cái này thì cây này có để lên trên này hết đúng không? Để bên trên. Thế ông ở bên trên nhá, cháu ở bên này cháu hộ ông. Thế cái cây này thì chỉ để làm củi được thôi ông nhỉ? Ôi. Ê, tí nó bật cháu nha, cẩn thận nha. Ngôi nhà của ông ấy sau khi mà gỡ ra đấy các bác thì toàn thấy như những cây tre rất là nhỏ thôi, chỉ được vài cái là cây to thôi.
Vác củi lên em anh. Đi bim à? Đâu nha. Đây ông để trên này. Lấy bim bim cất đi, tí ăn sau. Không là lần sau chú không mua chờ đâu nhá. Mấy cái cột to đây à? Đây cả Mạnh với lại Quyết thì bây giờ cũng ra đây dọn củi rồi các bác. Đấy, bé tí rồi các bác ơi. Đâu? Đấy, công việc của buổi ngày mai thì sẽ tiến hành vào và đào cái phần nền nhà của bác ạ. Tranh tranh. Buổi sáng ở đây thì có mưa không ông? Buổi sáng sáng nay ở đây có mưa không? Sáng nay không mưa à? Tranh thủ là bây giờ nó còn đang chưa có vào mùa mưa mấy đấy các bác, là tiến hành đi vào đào cho hai ông cháu sớm nhất có thể, làm hoàn thiện nhà cho hai ông cháu sớm nhất có thể. Ông lấy cây to kia ra trước đi ông. Đây. À cây đấy to đấy. À. Nhanh nào, đấy. Đấy. Mấy nữa mới có nhà mới để ở. Để đấy không? Đấy, Quyết này. Cho mấy gói bim bim là làm nhanh lắm các bác ạ. Thì con đấy. Cái này mang đi làm củi đấy chứ không? Đấy, Mạnh thì là ra đây vác một bó củi, xong rồi vác một chuyến củi xong lên trên ăn một cái miếng bim bim. Nào, ra đây tiếp nào. Ây. Đây, ở phía trên này là cũng có là mấy hộ gia đình của bác này, tôi cũng nhìn thấy là nếu mà đi vác xi ấy về ấy, thì là cũng moi men theo cái đường nhỏ thì tít trên kia xuống này. Thế hầu như là bà con ở trên vùng cao thì đất của người ta ở đâu ấy, thì người ta sẽ làm nhà ở bên đấy là nhiều hơn, kể cả đường có là khó không có lấy được xe máy đi xuống ấy, nhưng mà người ta vẫn quyết tâm là làm nhà ở đấy. Trong có ông mà tối có đem buộc ở trong lán hay không? Cái này thì mưa mới lấy buộc trong lán. Thì mưa mới lấy buộc trong lán à? Không mưa thì nó. Vâng. Con trâu của ông ấy thì cũng không có bao giờ mà sống ở trong nhà mấy đâu các bác. Toàn là để ra phía bên ngoài cả thôi.
sợ kéo, nó kéo đổ chuồng. Trâu, trâu của ông này mà nếu mà bây giờ buộc ở đây nó mà đói nó kéo là nó kéo cả cái chuồng đi luôn đấy. Đấy. Hôm nọ thì ông ấy không có dám buộc ở trong nhà của bác ạ. Cái nguồn nước này thì là mấy hôm nay vẫn về đều chưa ông, nguồn nước này? À, vẫn về đều là được. Hôm nọ cháu gửi tiền cho ông thì ông giả hết chưa? Chưa giả đâu. Ông chưa giả à? Cháu này qua hôm qua cháu cứ đi đâu không ở. À là không ở nhà à? Qua đi đâu đi chỉnh gà gáy về nhà. À. Cho bà ngoài nó về trong nhà cho không cháu qua nó ở. À chắc là đi ạ. Chồng của đâu rồi? Cả hai vợ chồng đi à? Chồng đi làm. Ừ. Đi hôm qua đi cái nhà. Cái kia nhà khi Nam mở cái làm cái gì đi, bảo đi. Ờ. Chắc là đi làm ma làm cố gì đấy nhở? Không là cũng chính nó gọi là mệt bảng. À, thế là làm mặc thế làm cố ấy. Trên vùng cao thì còn rất là nhiều những cái rất là nhiều những cái gọi là những kiểu còn mê tín dị đoan một chút các bác ạ, nhưng mà cái đấy thì không tin thì không được. Đấy. Mình vẫn phải có một chút cái tâm linh hay là cái điều gì đấy. Hôm nay thì đi xuống đấy nền nhà của ông đấy các bác, thì cháu Lực cũng đã vừa chia sẻ lên trên kênh rồi. Chắc chắn là trong cái khoảng thời gian tới khi mà đi vào làm nhà của hai ông cháu thì sẽ còn gặp thêm rất là nhiều những cái vấn đề nó khó khăn. Thì nếu mà có những cái gì nó không phải thì rất là mong các bác sẽ thông cảm, và cái gì mà nó chưa có hợp tình các bác thì rất là mong các bác sẽ gửi cho cháu Lực với lại ông là những cái lời đóng góp và những cái lời ý kiến của các bác ở trên kênh để cho cháu Lực là học hỏi thêm. Đấy, mỗi một ngày thì sẽ một cái điều nó sẽ xảy ra và một cái điều mà mình học hỏi nó sẽ nhiều hơn. Đấy, trong thời gian tới thì khi mà làm nhà đấy thì ông người ta thuê ông đi đâu làm thì ông cũng không có đi đâu nhá. Đấy, tập trung là ở nhà là làm nhà. Trong lúc mà cháu không xuống ấy thì ông ở nhà là làm. Ông ở nhà làm cũng như là giám sát. Đấy, còn mỗi gọi là mình thì tự đào nền thôi. Còn về cái vấn đề mà sau khi mà làm nhà đấy thì là mình không phải lo cái gì cả. Mình chỉ có việc là đi vào ở trong thôi. Mình chỉ có giám sát thôi, giám sát xem là công thợ người ta đã làm như thế nào thôi. Đấy, còn ở đây thì cháu cũng biết là hai ông cháu thì không có đi lấy công được, không đi đấy đổi công được. Đấy, và để mà hai ông cháu tự vận chuyển vật liệu thì chắc chắn là điều đấy là không có làm được rồi. Thì cháu cũng khoán luôn cho mấy anh em thợ người ta mà làm ấy thì là người ta sẽ tự làm hết. Đấy thì coi như là hai ông cháu mình sẽ không có, hai ông cháu mình chỉ gọi là giám sát thôi. Và hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Nếu mà trời không tối mấy thì sẽ là hộ ông thêm nữa. Đấy. Hai ông cháu đi ăn cơm chưa? Vừa ông vừa đi vay cơm thì đúng không? Vâng. Là vừa rồi ông vay chỗ này là vay ở nhà ai? Nhà kết à? Sao chỗ này nó kiểu vỏ đạn đấy nhỉ? Không phải. Ồ, thế là vừa rồi ông đi vào chỗ này là bao nhiêu ống đấy ông? Ba ống à? Ba ống là hơn cân. Nếu mà như cháu mà không mua xuống cho hai ông cháu thì ông định là làm thế nào mà để mà giả cho nhà quyên? Nếu mà cháu không không có lấy về thì không phải cứ đi ai thuê thì đi làm mua gạo giả đâu. À, có nghĩa là ông đi làm thuê để mà mua gạo đúng không? Thế thì về cái này thì ông không phải đi làm thuê đấy nhá, để mai cháu xuống cháu sẽ mua thêm là gạo cho ông. Cho hai ông cháu mạnh. Tối nay thì ông còn đồ gì ăn cùng không? Cá mắm này kia thì còn không? Cá mắm cái gì không có, hôm nay mua được mấy quả trứng. À hôm nay là mua được trứng à? À thế là tối nay là ăn cơm với trứng đúng không? Vâng. Thế thì để ngày mai cháu xuống thì cháu sẽ trích cái tiền của ông mua thêm cho ông thêm là gạo nữa. Gạo với lại thêm là một số thực phẩm nữa. Dầu rửa bát này kia là còn không? Thì bát thì con cháu nó nói nhiệt. Rửa hết rồi à? À đúng rồi, rửa hết rồi đúng không? À. Đấy, cái gì mà thiếu thì mai cháu xuống đi cháu sẽ mua cho ông. Đấy, cái này thì để đây cho ông nhá, tí ông nấu cơm nhá. Đấy. Nếu mà trời không tối mấy đấy cô bác thì cháu được sẽ ở lại hộ ông thêm. Thì ngày mai cháu được sẽ lại tiếp tục là xuống để xem để cập nhật cũng như là cái bước đầu khởi công ngôi nhà của ông cháu ba
ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ như thế nào các bác nhé. Và trong thời gian tới thì sẽ rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác, trợ duyên của bác giúp đỡ cho hai ông cháu nữa, để cho hai ông cháu đủ cái khoản kinh phí để mà làm nhà của bác, để hoàn thiện là một cái ngôi nhà mà khang trang hơn. Còn là bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không nhé. Rồi, xin chào các chị các bác, tạm biệt các chị các bác, thông cảm cho tôi để làm giúp tôi làm cái nhà cho tôi với cháu tôi ở. Thì tôi cũng vui mừng, chúc mừng cho các chị các em được tốt hơn nữa, cũng được ơn được tốt hơn nữa. Ông chào, không biết nói gì nhiều à. Đấy, Mạnh thì bây giờ khoanh tay đi, chào tạm biệt các bà đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Đi ra kia, nào làm lại, nói lại. Con chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye. Bye bye Đồng Hoàng ạ, bye bye. Rồi, nào, quyết chào tạm biệt các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.